hắc phục Xuân Mạnh thiên hạ. Nhiệm vụ thất bại rồi sao? Vậy ngươi có nhìn rõ chủ bài của đám con gấu có hoa văn đó bị hai con ngự thú cấp vương giết chết? Hóa ra là vậy, ít nhất có ai ngự sử cấp vương ngầm phối hợp. Xem ra dù có át chủ bài nhiều nhất cũng chỉ là 2 năm trước con người vừa xuất hiện ở Hắc Phượng Sơn Mạch. Cửu U Minh Tước không hề để ý những sinh vật trong mắt, nó chỉ giống như một loài. Bởi vì Cửu U Minh Tước cảm thấy bản thân mình là vua của Hắc Phượng Sơn Mạch, hoàn toàn xứng đáng là nơi. Trải qua bao nhiêu năm, vô số quái vật muốn tranh cướp vị trí của nó nhưng cuối cùng đều trở thành đống tro tàn bị thiêu cháy đen dưới đáy núi lửa. Tốc độ trưởng thành của ngự sử loài người nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nó. Họ biết sử dụng các loại cạm bẫy, còn hiểu được phân công, công tác quái vật phía Hắc Phượng Sơn Mạch không. Năm đó, những con người đáng ghét này bị đuổi ra khỏi Hắc Phượng Sơn Mạch. Bây giờ, ta sẽ đích thân bay lên đó một chuyến. Ai kêu đám con người này vươn tay? Ta ra ngoài một chuyến, các ngươi đợi ở trong xào huyệt, không được chạy lung tung. Mê Cung Hoang Vu khách sạn. Hợp khẩu vị của ngài không ạ? Giám đốc trẻ. Cũng không tệ. Thức ăn mà tôi đem tới đâu rồi? Sao lại nên chậm như vậy? Tiểu tử, cô giúp tôi giục họ đi. Thầy, thịt của quái vật cấp đế này rất khó xử lý. Chỉ có thể dùng nửa đun nấu của ngự. Mặc dù có thể nấu ở nhiệt độ cao, nhưng hương vị lại không đạt kỳ vọng của mọi người. Không cần để ý, đây đều là chuyện nhỏ. Trái lại, Tuấn Tông, cậu tiến bộ không? Ngự sư cấp tổng đội trưởng trẻ tuổi nhất của tập đoàn Thiên Nam, không thể tiếp. Là thầy dạy tốt, tuy lần trước thầy trở về Thiên Nam vừa đúng lúc em ra ngoài làm nhiệm vụ, không thể đích thân tới. Nhưng cách huấn luyện mà thầy đã để lại cho em, lúc nào em cũng đều luyện tập, cũng coi như không phụ sư dạy dỗ của ngài. Đúng rồi, lần này thầy đặc biệt tới Mê Cung Hoang Vu là có chuyện gì? Lần này chỉ là ở bên ngoài đã lâu nên trở về thăm mà thôi, thuận tiện xem sự phát triển của Mê Cung Hoang Vu như thế nào rồi. Nếu có thể kêu bạn Đại Hải đặt một viên gạch thần tính ở đây, biến nơi này thành cứ địa không có nỗi lo về sau mới có thể. Ừ, có điều sau khi đặt viên gạch thần tính, chỉ có thể dùng Mê Cung luân hồi vô tận cải tựa hoàn toàn vào địa hình, đúng là có một chút phức tạp. Giám đốc trẻ, có một chuyện cần báo cáo với ngài. Chuyện gì? Trước đây, Mê Cung này hình như là được một loại sức mạnh thần bí bảo vệ. Nhưng nửa năm trước, không biết tại sao sức mạnh bảo vệ đó đột nhiên biến mất. Biết rồi, chuyện này tôi sẽ theo dõi. Vẫn là đừng để cô ấy biết, là vì bạn Đại Hải đã lấy viên gạch thần tính đi Mê Cung mới. Tu, cảnh báo. Trên đường, sao lại có cảnh báo vậy? Không sao, con quái vật hôm qua không phải đã bị giết rồi sao? Đi, chúng ta cùng tới trên tường thành xem, hôm qua còn chưa nhìn rõ. Rồi đã, có mấy tiếng cảnh báo rồi. Hả? Quái vật cấp 8, quái vật cấp đế. Nhường đường, nhanh lên, đừng chặn tôi lại. Chạy đi, ngươi ra đó làm gì? Cái gì? Chim loại cấp đế, tới từ Hắc Phượng Sơn Mạch. Giám đốc trẻ, hay là chúng ta đánh lùi quái vật cấp đế rồi hay ăn? Một con quái vật cấp đế mà thôi, mấy người làm sao vậy? Tiểu tử, bây giờ cô cũng là cấp lãnh đạo của một cứ địa, đừng hấp thấp như vậy chứ. Sư tử, chuyện gì vậy? Quái vật cấp đế ở gần đây chính là con chim sẻ của Hắc Phượng Sơn Mạch đó. Tôi nhớ quan hệ của các cậu không tốt lắm. Là không tốt lắm, có điều cũng là hàng xóm cũ, phải chiêu đãi thật tốt mới được.